chào tất cả mọi người. Các bạn đã bao giờ từng thắc mắc rằng những người đứng đầu một quốc gia đang sử dụng thiết bị âm thanh nào trong các cuộc hội thảo hội họp không? Tại các tòa nhà của chính phủ, quốc hội hay tại các doanh nghiệp lớn thì luôn lựa chọn những giải pháp công nghệ và giải pháp âm thanh tiên tiến với các hệ thống âm thanh mạnh mẽ và hàng đầu thế giới. Và hôm nay thì TCA sẽ mang lại cho các bạn một bất ngờ khi đưa về một hệ thống âm thanh mạnh mẽ và chất lượng như thế. Và không để các bạn chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần review về hệ thống này. Như vậy là mình đã vừa đấu nối xong thiết bị trung tâm cùng với các thiết bị hội thảo ở đây. Và các bạn có thể quan sát tổng thể cái hệ thống của chúng ta sẽ như thế này. Và để phục vụ cho những cái buổi hội họp hội thảo thì số lượng mic, số lượng những cái thiết bị hội thảo này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đi đến phần review về cái thiết bị trung tâm được coi là trái tim của hệ thống này. Như các bạn có thể quan sát về ngoại hình của sản phẩm thì cũng khá là tương đồng với nhiều dòng khác của nhà Porsche. Thì về thiết kế cũng là một màu đen xám kết hợp rất là tinh tế và sang trọng. Ngoài ra thì ở hai bên thân này thì gồm có những cái lỗ thông khí giúp để tản nhiệt khi mà sản phẩm đang được vận hành. Và một đặc điểm nổi bật của cái thiết bị trung tâm của nhà Decentis có dây này, đó là cái phần mặt trước này hoàn toàn không có một phím hay là nút nào, mà chỉ có một chiếc đèn báo tín hiệu nút nguồn ở đây, thì các bạn có thể quan sát thấy. Ngoài ra thì tất cả những cái ổ hoạt động của thiết bị thì được tập trung ở phía mặt sau, thì giúp cho cái thiết bị của chúng ta nó có một cái điểm khác biệt cũng như là cái thiết kế nó được tối giản hơn. Và phía mặt sau của thiết bị trung tâm thì gồm có rất là nhiều những ổ cắm đầu vào, gồm có 5 ổ. Và các ổ cắm này thì hoạt động độc lập và có đèn báo tín hiệu về điện áp để chúng ta có thể dễ dàng nhận biết khi chúng ta kích hoạt cái hệ thống này. Ngoài ra thì về trọng lượng của sản phẩm thì theo các bạn đoán thì với thiết bị trung tâm này nó sẽ khoảng bao nhiêu kg? Và thông tin của nhà sản xuất thì nó chỉ nặng khoảng 7,6 kg thôi. Cho mình đây là một cái trọng lượng khá là nhẹ so với những cái công suất và cái hiệu năng của sản phẩm này. Bộ điều khiển trung tâm và cấp nguồn hệ thống của Decentis có dây sở hữu một tính năng vô cùng vượt trội với bộ triệt phản hồi âm thanh thông minh, chống tiếng vọng cùng bộ chỉnh âm sắc cho giọng nói rõ ràng. Các đầu vào ra có chức năng hòa âm và kết nối thêm hệ thống khuếch đại âm thanh bên ngoài, hỗ trợ cấu hình mạng IP hoặc link local, hỗ trợ kết nối nối tiếp với khả năng dự phòng cáp hoặc kết nối mô hình sao. Ngoài ra, thiết bị còn có chế độ chờ thân thiện với môi trường. Đây thực sự là một bộ điều khiển trung tâm và cấp nguồn hệ thống vô cùng mạnh mẽ với công suất hoạt động rất là cao, giúp cho cái cuộc hội thảo hội họp của chúng ta diễn ra một cách trơn tru và mượt mà. Sau khi mình review về bộ điều khiển trung tâm thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hộp đại biểu có dây cơ sở của hệ thống này. Và hộp đại biểu có dây cơ sở này thì chúng ta sẽ có model đó là DCNMD để chúng ta có thể phân biệt với hộp đại biểu của chủ tịch. Về ngoại hình của sản phẩm này thì như các bạn có thể quan sát ở đây thì nó được thiết kế với một màu đen rất là trang nhã, và cái chất liệu được sử dụng là chất liệu cao cấp nên là nhìn đã thấy có một cái vẻ sang trọng toát lên rồi. Ngoài ra về cái chức năng và về cái cách thiết kế này thì rất là thông minh, được các kỹ sư của Bosch lắp đặt và thiết kế cho cái sản phẩm này. Đó là cái nút bấm thì được trang bị thêm đèn LED ở đây để chúng ta có thể nhận biết được cái tình trạng hoạt động của các tín hiệu của hộp cơ sở này. Thứ hai là về cái mảng loa của sản phẩm thì được thiết kế cân xứng ở hai bên như thế này và đảm bảo cho cái âm thanh của thiết bị được vang trong cái cuộc họp đấy một cách đều và trong. Điều đặc biệt mà mình thấy ở đây, cái thiết kế vô cùng tinh tế của bộ Decentis này, đó là cái phần điều chỉnh âm lượng. Nó được thiết kế bằng cái trục xoay ở hai bên sườn như thế này, chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy. Và ngay bên cạnh đó thì là cái jack cắm tai nghe để cho chúng ta có thể kết nối ở trong cuộc họp. Và hộp đại biểu cơ sở này thì có thể kết nối với những cần mic rời ở ngoài. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì với chiếc hộp đại biểu này thì mình đang kết nối một chiếc mic cổ ngỗng dài. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết nối với những chiếc mic ngắn như cái sản phẩm mình đang trưng bày ở đây, thì chúng ta có thể thay đổi linh hoạt phụ thuộc vào không gian cũng như là nhu cầu sử dụng của mỗi người. Và trọng lượng của sản phẩm này thì cũng tương đối nhẹ, chỉ khoảng chưa đến 1 kg.
Thì như vậy thì mình có thể coi đây là một cái sản phẩm cao cấp và nó hoàn hảo từ thiết kế cho đến công năng. Hộp đại biểu có dây cơ sở của Bosch thì còn có những tính năng vượt trội như là thiết bị này có nút tắt tiếng vô cùng tiện lợi, hỗ trợ kết nối sao và kết nối vòng lặp, đảm bảo cho giọng nói rõ ràng tối đa và âm thanh thì trong như pha lê nhờ có tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao. Loa và micro có thể hoạt động cùng một lúc, tích hợp bộ triệt phản hồi âm thanh thông minh và tính năng mã hóa bảo mật thông tin tốt. Ngoài ra, hộp đại biểu có dây cơ sở Bosch DC-NMD có thể kết nối với tai nghe và điều khiển âm lượng độc lập. Vì vậy, chúng ta có thể nghe rõ người phát biểu ngay cả khi xung quanh có quá nhiều tiếng ồn. Đây thực sự là một thiết bị vô cùng cao cấp cho những cuộc họp đông người mà chất lượng âm thanh mang lại thì vô cùng tuyệt vời. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm không thể thiếu của hệ thống Dentist ngày hôm nay. Đó là chiếc micro. Và khác với những cái sản phẩm mình đã review trước đó thì chiếc micro hôm nay có một thiết kế rất là đặc biệt. Như các bạn có thể quan sát ở đây, đó là thiết kế hình chữ S rất là nhỏ gọn. Và trọng lượng của chiếc micro này chỉ khoảng 40g thôi, rất là nhẹ. Và về thiết kế thì nhà Bosch cũng đã lựa chọn cái màu xám và màu đen kết hợp với nhau để có thể tương thích với cái hệ thống như là cần mic hoặc là thiết bị trung tâm. Và các bạn có thể quan sát ở đây thì sản phẩm được thiết kế với đèn chỉ báo ngay ở đầu sản phẩm giúp chúng ta có thể nhận biết một cách dễ dàng. Và với thiết kế màng loa ở phía dưới như thế này thì sẽ giúp cho cái việc thu âm được trọn vẹn hơn. Đây là một sản phẩm cao cấp của nhà Bosch nên khi cấu tạo của chiếc mic chỉ nhỏ gọn và ngắn như thế này nhưng mà chúng ta đều có thể đứng hoặc ngồi phát biểu và âm thanh thu được thì vẫn chất lượng rất là cao. Ngoài ra thì trong trường hợp có nhiều tiếng ồn thì sản phẩm này vẫn hoạt động rất là mạnh mẽ, tiếng rất là trong và không bị lẫn nhiều tạp âm. Và lát nữa thì chúng ta sẽ cùng test thử âm thanh của thiết bị này để xem những điều mình vừa nói có đúng hay không nhé. Để phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như là các không gian khác nhau thì Bosch đã đưa ra hai lựa chọn về micro để gắn với các hộp đại biểu và hộp chủ tịch trong hệ thống âm thanh hội thảo Dentist có dây. Như các bạn có thể quan sát ở đây thì mình cũng đã đưa ra hai lựa chọn đó để cho chúng ta có cái nhìn trực quan nhất. Đầu tiên đó là cái phần mic cổ ngắn với thiết kế hình chữ S như thế này. Ngoài ra thì chúng ta còn thêm một cái mic cổ ngỗng là mic dài như thế này để làm sao phù hợp với cái gu thẩm mỹ cũng như là cái không gian mà chúng ta đang lựa chọn. Và như mình nói ở đây thì cái phần mic cổ dài này nó cũng sẽ có cái đèn chỉ báo tín hiệu ở ngay đầu mic để giúp chúng ta có thể quan sát về cái tín hiệu và cái tình trạng âm thanh đang như thế nào, rất là trực quan và dễ dàng. Micro định hướng cao Bosch DC-NM HDMI-IC sở hữu những tính năng vượt trội, có khả năng phản hồi định hướng cao, tiếng ồn cực thấp và không bị nhiễu từ điện thoại di động. Micro rời mang lại sự tiện lợi, sự tự do di chuyển cho người dùng. Thiết kế đầu nối liên thông để cắm và vặn chặt micro. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đấu nối thiết bị trung tâm với các bộ micro của chúng ta để xem thiết bị của chúng ta sẽ được vận hành như thế nào nhé. Ở đây thì mình sẽ có những cái sợi dây cáp dài 2m đi theo cùng với bộ sản phẩm. Và sợi dây này thì với thiết kế là lõi của nó là lõi đặc, vì vậy mà cái hiệu suất mang lại sẽ rất là cao. Ngoài ra thì thiết kế của sản phẩm nhà Bosch của cái bộ Dentist này thì được thiết kế là từ những chất liệu ít khói và rất là thân thiện với môi trường. Đấy là những cái thông tin thêm mình muốn gửi đến các bạn. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động cái thiết bị và đấu nối để chúng ta có một cái hệ thống dành cho hội thảo hội họp nhé. Đầu tiên thì với thiết bị trung tâm thì chúng ta sẽ cắm dây nguồn và bật công tắc lên. Ở đây thì mình đã có cái dây nguồn ở đây. Ok, và mình sẽ cùng bật công tắc. Và như các bạn có thể nhìn thấy thì ở đây cái đèn báo tín hiệu nó đã hiện lên, nên là cái thiết bị trung tâm của chúng ta đã được kích hoạt. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái sợi dây cáp này để đấu nối, để kết nối giữa thiết bị trung tâm với những chiếc micro như thế này. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ cắm vào cổng. Và cái quy tắc của chúng ta khi đấu nối cái thiết bị này thì chúng ta sẽ cắm từ trái qua phải nhé. Ok. Và đầu còn lại thì mình sẽ kết nối vào phần micro ở đây. Thì chúng ta sẽ có hai cái cổng như thế này. Thì chúng ta sẽ cắm vào cổng ở bên trong trước.
khi chúng ta kết nối như thế này thì nó sẽ có tiếng kêu tách một cái. Thế là để cái khớp của chúng đã được khớp với nhau ấy thì nó sẽ chắc chắn và cái độ ổn định của âm thanh nó sẽ tốt hơn. Và để chúng ta kết nối được nhiều thiết bị cùng một lúc thì chúng ta sẽ có những cái sợi dây cáp như thế này và chúng ta sẽ nối tiếp từ thiết bị này sang thiết bị này. Và đây thì mình sẽ cắm vào bên này. Ok. Và với chiếc micro này thì mình cũng sẽ gắn như vậy. Ok. Như vậy là mình đã kết nối và đấu nối xong từ thiết bị trung tâm tới các hộp của đại biểu cơ sở như thế này. Và chúng ta sẽ có hai lựa chọn cho micro. Thì như mình vừa giới thiệu thì chúng ta sẽ có mic hình chữ S là mic cổ ngắn, và chúng ta sẽ có mic cổ ngỗng dài như thế này, tùy theo cái thiết kế và cái bối cảnh không gian chúng ta sử dụng. Như vậy là mình vừa đấu nối ở thiết bị trung tâm với các hệ thống micro của mình. Thì như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có cái tín hiệu đèn chỉ báo màu xanh và màu đỏ và nháy liên tục như thế này. Khi chúng ta sử dụng thì khi đèn chỉ báo vào màu đỏ tức là cái thiết bị của chúng ta đã được kích hoạt, còn đèn chỉ báo hiển thị màu xanh thì tức là yêu cầu phát biểu của chúng ta đã được chấp nhận. Và ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng theo dõi cái kết quả thực tế của TCA đấu nối cái hệ thống này trong các công trình của chúng ta như thế nào nhé. Chúng tôi đang ở những công đoạn cuối cùng của việc cài đặt hệ thống Bose DeSantis cho bạn tuyên giáo trung ương. Và bây giờ tôi sẽ mời các bạn đi cùng với tôi xem chúng ta có những gì ở trong phòng học này nhé. Xin mời các bạn. Bây giờ tôi đang nói bằng chiếc micro Bose DeSantis đời mới. Các bạn có thể thấy rằng ở đây tôi nói rất là xa so với cái mic. Nhưng mà âm thanh môi trường thì tôi đang thu trực tiếp bằng máy ảnh đây, bằng máy quay đây. Thì các bạn có thể nghe rất là rõ. Âm thanh không bị hú hay vị rội gì cả, nghe rất là đều trong không gian. Thế được. Và cái mic này, như tôi đã nói rồi, cái đặc thù của nó là bạn có thể, khi bạn đứng xa hay bạn đứng gần hay bạn có thể đứng chéo một chút như tôi đang làm đây, thì cái mic nó cũng đều có thể thu được tiếng của bạn. Đây là một tính năng rất tuyệt vời của micro DeSantis đời mới. Và cái này sẽ giúp cho cái người nói chúng ta được thoải mái, được giải phóng cái cơ thể của mình để sử dụng thêm một nửa cơ thể trong cái quá trình mà chúng ta hội thảo thuyết trình và tăng cái tính thuyết phục của bản thân chúng ta lên. Đó. Bây giờ xin mời các bạn đi tiếp để xem tôi có những cái gì ở đây nữa. Và bây giờ thì mời các bạn quay về với tủ máy của chúng tôi xem tôi có những thiết bị xử lý gì ở bên trong này. Đầu tiên, các bạn đây là nhân viên của trục chính audio đang cài đặt những cái bước cuối cùng cho hệ thống micro DeSantis để nhận được 20 chiếc mic. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa review và đấu nối hệ thống âm thanh hội thảo Bose DeSantis có dây.
Và theo mình thì đây là một hệ thống âm thanh cao cấp, xuất xứ nhập khẩu chính hãng từ Hà Lan và Bồ Đào Nha, với chất lượng âm thanh mạnh mẽ và rất là tối giản khi chúng ta đưa vào trong các phòng họp hội thảo cũng như là những cái buổi thuyết trình trong văn phòng của các doanh nghiệp lớn, thậm chí là trong các tòa nhà của Quốc hội hay Chính phủ. Nếu như các bạn còn lăn tăn về các thông số kỹ thuật của sản phẩm, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0904 5758 56 của TCA, hoặc để đặt hàng hãy liên hệ tới số hotline 0902 188 722 để có cho mình được những bộ sản phẩm chính hãng và chất lượng nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình audio âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.